em là Hương. À, hôm trước thì em có gửi mail CV về phía công ty mình rồi ạ. À, anh có nhận được mail của Hương. Thế nhưng mà anh thấy là ở ngoài là Hương xinh xắn hơn ở trong ảnh ấy. Anh cảm ơn anh. Anh chia sẻ với Hương một chút nhé. Là công ty của anh là làm về mảng truyền thông. Hiện có một cái job về mỹ phẩm. Anh thấy rất là hợp với em. Đấy. Cái job này thì em sẽ trực tiếp lấy mỹ phẩm ở kho, rồi em sẽ đem đến cho khách, rồi em sẽ giới thiệu về công dụng và cái lợi ích của sản phẩm cho khách. Vâng, anh tưởng là công ty mình chỉ tuyển nhân viên truyền thông thôi chứ ạ? Đây là một dạng của truyền thông mà em. Và đôi khi có thể là em sẽ phải ra đứng đường. Ý anh là em sẽ đứng ở những cái chỗ như kiểu là trung tâm thương mại hoặc là hội nghị để quảng bá sản phẩm với mỹ phẩm. Đấy. Mà cũng khá là nhiều người cũng muốn zone vào cái job này. Thế nhưng mà thật sự nhìn thấy cái cơ thể của Hương, nhìn thấy Hương năng động tuổi trẻ thì anh nghĩ là em rất phù hợp. Vâng, em cảm ơn anh. Em sẽ cố gắng hết sức mình khi mà nhận được công việc. Đấy, anh cần những người trẻ như em đấy. Mà em có thể bắt đầu đi làm ngay bây giờ. Vâng, em rất sẵn sàng. Và công ty của anh thì sẽ ứng trước tiền lương cho em. Nhưng mà chưa làm ngày nào mà đã được ứng trước lương ấy ạ? Sao lại chưa làm em? Từ lúc mà em ngồi xuống cái ghế này là em đã trở thành thành viên chính của công ty. Là em đã bắt đầu đi làm rồi còn gì nữa. Đãi ngộ của công ty tốt quá. Không chỉ thế đâu. Nếu mà em phục vụ tốt, làm mà hài lòng khách hàng, giới thiệu sản phẩm tốt cho khách hàng thì công ty sẽ thưởng thêm. Và thậm chí là khách hàng người ta cũng sẽ tự người ta thưởng thêm cho em. Em sẽ cố gắng hết sức mình ạ. Lát nữa thì em sẽ cùng anh vào studio, rồi anh sẽ chụp em mấy tấm ảnh là toàn thân, bán thân và cận mặt em. Làm gì ạ? Em có gửi ảnh chân dung ở trong hồ sơ rồi mà. Đấy là ảnh của em gửi. Còn ảnh này là ảnh của công ty chụp. Thứ nhất là lưu vào hồ sơ của công ty làm thẻ nhân viên cho em. Thứ hai là sẽ có CV và ảnh ở trên trang của công ty. Nếu mà khách nào mà người ta sẽ lựa chọn nhân viên đến để giao dịch thì khách người ta chọn ai, người ta book ai thì công ty sẽ cử người đó. Thế mình đó. Chụp luôn được không anh? Không để em phải chờ đâu. Anh sẽ đưa trước cho em 1 triệu để em gọi là lộ phí xăng xe đi đường. Em cảm ơn anh ạ. Mình chụp luôn. Thế vào trong chụp ảnh nhé. Đây, cứ để đây. Đi. Sau nhé. Okay. Hương, sao lại ngồi đây khóc thế này? Có chuyện gì thế? Bình tĩnh. Có chuyện gì kể tao nghe xem nào. Em uống nước đi. Chào anh ạ. Em là Hương và hôm nay em đến đây để giới thiệu sản phẩm. Thì đây là mẫu mã mới nhất của bên em, anh có thể xem qua ạ. Cứ để này đã. Làm gì mà vội. Uống nước đi em. Uống. Thì ở bên này, đây là thành phần mới nhất được chiết xuất từ gừng và nghệ. Anh làm cái gì đấy? Làm cái gì á? Cô tự hỏi sếp cô xem. Điều cô đến đây để làm cái gì? Thì hôm nay tôi đến đây để giới thiệu hàng. Hàng á? Hàng đây là em đấy. Anh nói cho cẩn thận. Anh
Hôm nay anh... Anh bỏ cái gì? Bỏ Anh rất thích những làng nghe này. Mày khốn này. Sao anh dám làm như thế? Tôi sẽ tố cáo anh. Ui, tim anh nhảy ra ngoài. Ui sợ quá. Sợ thế này là anh dễ đưa cái clip full HD không che của em 7 phút mở đầu, 30 giây kết thúc đấy gái à. Anh im đi, nó có chó. Này, mày đã nhận của tao 1 triệu đấy, thì mày phải sống, phải phục vụ làm sao cho xứng đáng với 1 triệu ấy. Tôi trả lại 1 triệu. Xóa clip cho tôi. Ui, dễ thế hả em? Này, hai chân banh đã mở ra rồi thì chỉ có thêm tiền thôi. Mày mà chịu khó nghe lời ấy, thì mày có tiền. Còn mày mà không nghe lời ấy, tao nói cho mày biết nhá. Tao là tao dễ mất điện thoại lắm. Mà mất điện thoại thì người ta toàn lộ clip thôi. Mày nghe lời tao ấy thì mày có tiền. Còn mày bướng không nghe lời ấy, thì clip có trôi nổi ở đâu? Tự chịu. Khốn nạn, sao chúng dám chứ? Thế mày đã báo công an chưa? Tao sợ lắm. Bây giờ chúng nó mà up video lên thì chết tao mất. Bố mẹ Hoàng thì biết hết. Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Tao sẽ đòi lại công bằng cho mày, không để một nạn nhân nào để chúng lừa nữa. Cứu tao ơi. Em chào anh ạ. Em gửi anh một CV xin tiền ạ. CV của em nói chung là ngon đấy. Ngon gì ạ? Anh đã xem CV rồi. Ý anh là CV của em tuyệt vời. CV đúng này anh ạ. Thế nhưng mà thiếu em ạ. Thiếu ạ? Ừ. Em đã làm đúng như hồ sơ bên công ty mình yêu cầu rồi mà. Sao có thể thiếu được ạ? Anh cứ kiểm tra đi ạ. Ừ. Thiếu ảnh. Anh sẽ chụp ảnh cho em toàn thân, bán thân và cận mặt. Em ấy ạ? Ừ. Anh ơi, em đi làm ở nhiều công ty lắm rồi, cũng đi xin việc cũng rất là nhiều rồi, mà em chưa gặp công ty nào mà đến đi làm là phải chụp ảnh toàn thân, bán thân và cận nữa. Tức là chụp ảnh để lưu vào hồ sơ, để làm thẻ. Công ty của anh là công ty đối tác với bên nước ngoài, thế nên là mình có ảnh vào lưu vào hồ sơ thì người ta nhìn vào nó dễ. Anh ơi, vậy thì em có được nhận không ạ? Và bao giờ em có thể đi làm ạ? Chiều nay. À không, ngay bây giờ em có thể đi làm. Công việc của em là làm hài lòng khách hàng, làm cho khách hàng vui vẻ, và em phải phục vụ. Dạ vâng ạ. Vậy là bây giờ em có thể đi làm luôn ạ? Bây giờ thì em sẽ vào phòng studio, anh sẽ chụp ảnh cho em nhé. Dạ vâng ạ. Đi em. Tôi đây. Có hàng mới thì đương nhiên là phải ưu tiên ông rồi. Vừa mấy hôm trước chén xong, hôm nay đã vã rồi à? Có hàng mới đây. Cao, to, phốt pháp, phổi to, tâm hồn đẹp.
Không thể vẫn giá cũ được. Con bé này ngon hơn nhiều, thế nên là cao hơn 3 giá. Thế tôi gửi ảnh cho ông nhé. Nếu mà ông chốt thì tôi điều nó sang. Chốt. Trang ơi, Danh bảo. Anh gọi em ạ? Em đã làm quen với công việc chưa? Em đã được làm gì đâu mà quen ạ? Thì bây giờ em sẽ được làm. Tí nữa em xuống kho, em lấy hàng, rồi em giao cho khách nhé. Nếu mà khách hài lòng, khách ưng ý, khách dùng hàng của em thì em sẽ được thưởng. Thế ạ? Dạ vâng ạ, em cảm ơn. Để em đi xuống kho lấy hàng luôn ạ. Này, đây là 2 triệu. Anh tạm ứng trước cho em. Nếu mà em còn nguyên ấy, nên lại phục vụ khách hàng tốt ấy, anh sẽ thưởng thêm. Còn nguyên ý anh là như thế nào ạ? À, còn nguyên là ý anh là em có còn nhiệt huyết, vẫn còn nguyên cái lửa công việc ở trong người. Dạ vâng ạ. Nhưng mà anh ơi, số tiền này nhiều quá, em chưa đi làm mà đã có tiền ứng ngay ấy ạ. Số tiền đấy chỉ là một phần thôi. Nếu mà em phục vụ khách tốt, làm cho khách hài lòng và vui vẻ thì em còn được thêm nhiều đấy. Dạ vâng ạ. Chứ vậy để không chần chừ lâu nữa, em xuống kho lấy hàng để giao cho khách ạ. Dạ, em chào anh ạ. Em ngồi đi. Dạ vâng ạ. Anh ơi, em là nhân viên của anh Đông. Anh biết rồi. Thế ạ? Thế vậy để em giới thiệu sản phẩm luôn ạ. Anh ơi, mình mới quen thôi ạ. Anh biết, trước lạ sau quen, dần dần thì lần này tiến tới. Em muốn anh mua hàng cho em đúng không? Dạ vâng ạ. Thế thì em biết phải làm gì chứ? À, em biết rồi. Em là đứa con gái cực kỳ hiểu chuyện đấy. Nhưng mà hôm nay em đến đây vì công việc, chứ không phải như thế kia đâu. Thôi, em hiểu. Thì lần sau cứ gọi thẳng cho em, lát nữa cho em số điện thoại, đỡ phải mắc quai. Ok, anh rất thích người thẳng thắn như em. Chuyện, em là đứa rất thẳng thắn, chứ em không nai tơi như một số người đâu. À, quên, nãy giờ chưa lấy nước mà em. Để đi lấy nước nhé. Em cảm ơn anh ạ.
Em xin lỗi, em vô ý quá. Tại vì sự đẹp trai của anh nên là em... Để đi lấy giấy cho em. Dạ. Để nhau cho. Thôi được rồi, để em. À, em bảo này, em đến đây vì công việc ấy, thì anh cứ để cho em làm xong việc đã, rồi khi xong việc mình. Em thích rồi. Dạ vâng ạ. Thế để khởi đầu cho sự hợp tác này, hôm nay thì không có rượu, nhưng mà sẽ có trà. Chúc cho chúng ta hợp tác thật thành công. Em mời anh ạ. Ok rồi nhá. Thế bây giờ em giới thiệu sản phẩm đã. Hôm qua anh Đông, anh lại hỏi em là đã giới thiệu sản phẩm cho anh chưa. Đến lúc đấy em lại không biết thế nào để mà trả lời. Dạ đây, em giới thiệu với anh sản phẩm BTN. Đây ạ, anh có thể nhìn nhá. Mã bảo bọc nó rất là đẹp ạ. Anh ơi, anh bị làm sao đấy? Anh không khỏe à? Tôi giết chết đấy. Xong anh. Tuyệt vời luôn. Độc đáo. Xong rồi. Chú ông để chuyên đi hãm hiếp con gái nhà lành, sau đó quay clip nắm lại bắt người ta đi tiếp khách nhiều lần. Tôi đã thấy có đúng không hả anh Đông và anh Hoàng? Mày đừng vu khống. Mày có bằng chứng không mà mày dám nói tao như thế? Được, anh muốn bằng chứng đúng không? Đây là điện thoại của anh và anh ta, trong này chứa tất cả những video clip nóng cũng như là cuộc hội thoại khốn nạn của hai người. Bằng này thôi là tôi cũng đã đủ đồn cho công an rồi, đủ để cho hai người đi tù rồi đấy. Chưa hết đâu, anh có biết tại sao mà tôi tìm đến tận đây không? Nhìn đi, nhìn cho rõ vào. Đây là Hương, bạn của tôi. Hôm trước tôi gặp cô ấy đang khóc lắm, và tôi có hỏi thì biết được toàn bộ sự việc bị ổi của hai người. Tôi nói để cho hai người biết, trước khi đến đây tôi đã thu thập tất cả những danh sách những cô gái mà bị hai người lừa đảo hãm hiếp quay clip lại. Tôi nghĩ là hai người sẽ phải ngồi tù dài dài đấy. Live stream chưa? Hả? Cũng khá người xem rồi đây này.
Mọi người ơi, mọi người like, share, chia sẻ nhiều vào nhé. Nhìn cho rõ vào ạ. Đây là bộ mặt của hai thanh niên cực kỳ đẹp trai, cũng rất là sáng sủa, lại giở cái trò biến thái bệnh hoạn ra để lừa con nhà người ta, hãm hiếp con nhà người ta, cấn gái đến mức đấy mà. Trước khi đến đây, tôi đã quay video cũng như có đầy đủ bằng chứng rồi. Tôi cũng đã báo công an rồi. Hai người sẽ không thoát đâu. Lần này thì chắc là vắng mặt ở ngoài xã hội dài dài đấy. Đi thôi. Này! Thả nó ra! Này!